Oppo Find 6 Pro. Chiếc điện thoại thứ hai trong năm mà mình phải bỏ tiền ra mua bên cạnh con Vivo X90 Pro Plus và sọt thật đấy các bạn ạ. Và đây là một chiếc điện thoại mình không biết nó có đáng tiền hay không, nhưng mà thôi cứ mở hộp ra rồi tính. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Mình đã lựa chọn cái phiên bản là 12GB và 256GB bộ nhớ trong. Ở Việt Nam thì năm nay Oppo chỉ đầu tư phát triển con Oppo Final Flip thôi, còn cận cao cấp thì nhường lại cho OnePlus. Cao cấp thì bây giờ thuộc về sân chơi của máy gập rồi. Thế nên là bây giờ các bạn đa phần tìm kiếm ở những nơi như Di Động Việt chẳng hạn thì sẽ chỉ có những con kiểu là Oppo Reno 8 series mà thôi. Ví dụ như Reno 8T 256GB, mức giá loanh quanh là khoảng 8,1 triệu, 8,2 triệu, và sẽ có bộ quà tặng trị giá là 3,590,000 ở đây. Có thu cũ lên đời chó 1%, và có cả những con như là Oppo Reno 8 4G nữa, mức giá sẽ mềm hơn một chút. Các bạn nào là fan Oppo thì có thể tham khảo những chiếc điện thoại như thế này. Mình sẽ để đường link đến với Di Động Việt để các bạn có thể tham khảo nhé. Con này là nó sử dụng cái siêu là siêu dán các bạn nhá. Rồi, X6 Pro. Đây là cái phiên bản sạc nhanh 100W, và cái củ sạc này là củ sạc VOOC nha. Tuy nhiên nó vẫn sẽ có cái cổng A chứ không phải cổng C đâu các bạn. Và chúng ta cũng sẽ được kèm theo một cái bộ cáp sạc bình thường. Rồi, trong hộp chúng ta thì có một một cái ốp lưng đẹp thật sự luôn. Còn đây chính là cái chiếc Oppo Find X6 Pro của chúng ta. Giây phút của sự thật. Cái siêu này thì mình sẽ không bóc đâu nha, bởi vì mình sẽ còn bán lại con này nữa. Mấy ông Tàu làm bó cẩn thận đấy các bạn ạ. Bởi vì là nếu các bạn... Ui rồi. Và đây chính là chiếc Oppo Find X6 Pro mới nhất của chúng ta. Trời ơi, có dán màn hình nha, không giống mấy con Galaxy S7 Ultra. Mình xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến anh Hùng ở bên Kim Mobile. Cái con màu xanh này là mình mua, nhưng mà buổi chiều đấy thì anh ấy có một cái vị khách chưa lấy máy, thì là mình mượn được luôn cái con Oppo Find X6 Pro phiên bản màu thuốc lá. Nhìn rất là hay như này, nhưng thực chất là nó không khác biệt quá nhiều đâu. Chỉ là nếu các bạn muốn nó khệnh khệnh một chút, đẹp đẹp một chút thì có thể tham khảo ở bên anh Hùng mà thôi. Những con như này thì mức giá rất là cao, lên đến là khoảng 25 triệu đồng. Còn cái con màu xanh này loanh quanh khoảng 21 triệu thôi. Mình phải nói thật với các bạn là dù cho bất kể là cái màu gì thì nó cũng rất là đẹp. Đây sẽ là cái màu xanh được làm bằng mặt kính nhám. Còn nếu mà các bạn muốn chuyển qua cái mặt lưng da thì chúng ta sẽ có một cái ốp lưng giả da. Nó sẽ có một cái màu trùng luôn với cả cái màu máy của chúng ta. Các anh Trung Quốc ở cái phần này thì cũng rất là tâm lý. Bởi vì nếu các bạn mua máy về mà ốp trong là một này, ốp khác màu là hai này, thì chúng ta mua máy về thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Chọn màu coi như là vô nghĩa luôn. Đó là tất cả những thứ sơ sơ về cái việc mở hộp thôi. Còn nói thật với các bạn là khi mà mình cầm con máy trên tay ấy, mình cứ tưởng con này là X90 Pro Plus các bạn. Bởi vì tất cả mọi ngôn ngữ thiết kế của nó, từ mặt trước, mặt sau cho đến cái cụm camera lồi hẳn lên phía trên, phần màn hình của chúng ta sẽ được cong trải ra hai bên, nó đều không khác gì so với X90 Pro Plus. Khả năng cầm nắm của chiếc máy này so với những cái sản phẩm điện thoại Android khác ở trong cùng tầm thì cũng tương tự với nhau mà thôi. Tuy nhiên thì mình cảm thấy rằng là Oppo vẫn sẽ có một cái sự gì đó nó nhỉnh hơn, bởi vì mặt lưng của chúng ta sẽ là mặt lưng nhám hẳn, và cái phần màn hình cong của chúng ta cũng sẽ cong hơn một chút so với những cái sản phẩm như là Xiaomi 13 Pro, hay tất nhiên là cong hơn hẳn so với Galaxy S23 Ultra rồi. 221g sẽ là khối lượng của chiếc máy này, và tất nhiên là nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút so với những con iPhone 14 Pro Max. Con Find 6 Pro này còn gì nữa? Chả biết còn gì nữa các bạn ạ. Bởi vì đến đây là mình cảm thấy rằng là các nhà sản xuất Trung Quốc đã không còn mặn mà trong cuộc đua flagship nữa rồi. Họ đang cố gắng đẩy cho chúng ta những flagship với rất là nhiều những cái nâng cấp khác nhau. Tuy nhiên đến năm nay các bạn thấy không? Xiaomi 13 Pro, Vivo X90 Pro Plus, và đến bây giờ là Oppo Find 6 Pro thì gần như những cái thông số nó lại giống nhau mất rồi. Bây giờ các bạn đá qua thông số một chút nha. Màn hình của chúng ta sẽ là màn hình LTPO 3 AMOLED với cái kích thước là 6,8 inch. Cũng là màn hình 2K+. Chúng ta sẽ có chung con chip là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cảm biến camera lớn nhất của chúng ta cũng sẽ là 50 megapixel khẩu độ f1.8. Có nghĩa là gần như tương đương với Vivo X90 Pro Plus và Galaxy S23 Ultra. Buồn cười hơn nữa là tất cả những camera selfie của tất cả những chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc nó đều đang có cái độ phân giải là 32 megapixel và cũng gần như là dùng chung luôn khẩu độ với nhau. Và các bạn thấy không? Càng ngày các sản phẩm điện thoại Trung Quốc thì lại càng giống nhau. Và mình thấy rằng là cái việc mà Oppo không mang chiếc điện thoại này về Việt Nam là một cái việc vô cùng đúng đắn. Con này sẽ chỉ có bán Trung Quốc thôi các bạn nha. Nói qua như vậy thôi, chúng ta cũng đều hiểu rằng những cái dòng điện thoại Trung Quốc nó ngày càng giống nhau rồi. Tuy nhiên là nếu nó giống nhau 100% thì họ làm máy làm cái gì? Họ kết hợp với Hasselblad, họ kết hợp với Dolby Vision để ra một con Oppo Find 6 Pro để làm cái gì? Bởi vì nó vẫn sẽ có những cái điểm khác biệt các bạn nha. Thì mình sẽ điểm lại những cái điểm khác biệt nhất cho các bạn. Đầu tiên, màn hình. Nó sẽ chỉ là màn hình LTPO 3
AMOLED mà thôi, không được đến cái tầm là LTPO 4 AMOLED. Mình không rõ đây có phải là màn hình E6 của Samsung hay không, nhưng nó sẽ có một cái điểm mạnh cực kỳ lớn, đó là độ sáng pic của nó có thể lên đến là 2500 nits. Khủng khiếp không các bạn? Bây giờ kể cả những cái con đỉnh cao nhất như kiểu là iPhone thì cũng chỉ loanh quanh là khoảng 2000 nits mà thôi. Hay là Xiaomi 13 Pro cũng chỉ khoảng là 1900 nits. Còn S7 Ultra cũng loanh quanh là khoảng 1700-1800 nits mà thôi. Con này mang ra ngoài trời, mình tự tin rằng nó có thể so sánh và đánh bại hầu hết các mẫu smartphone ở trên thị trường bây giờ. Và tất nhiên là độ sáng trong nhà của nó chỉ loanh quanh là khoảng 800 nits mà thôi. Thứ hai, chúng ta sẽ có viên pin 5000 mAh. Thế các bạn thấy không? Ở trong những năm gần đây thì các nhà sản xuất Trung Quốc thì thường bó hẹp cái con số viên pin vào, cái dung lượng viên pin chỉ còn là khoảng 4500-4700 mAh mà thôi. Tuy nhiên với Find 6 Pro chúng ta vẫn sẽ có 5000 mAh và chúng ta sẽ có sạc 100W chứ không phải là 80W hay là 65W giống như nhiều sản phẩm khác. Chúng ta sẽ có Dolby Vision trong quá trình quay phim và đặc biệt nhất là chúng ta sẽ có một ColorOS. Trời ơi, nó mượt một cách khiếp hồn luôn. Mình mê cái ColorOS này ngay từ những cái vuốt chạm đầu tiên rồi. Tất cả những cái thao tác vuốt chạm đã được Oppo nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng. Và trong quá trình mình chuyển giữa các ứng dụng thì gần như sẽ không có sự delay. Nếu các bạn nhìn thấy rõ thì những cái animation này nó sẽ được làm nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng. Ví dụ khi các bạn mở lên thì nó sẽ không giống như một cái máy là bóc cái cửa sổ đục một phát full màn hình, mà nó sẽ có một vài những animation rất là nhỏ để cuộn dần cho đến khi những cái cửa sổ nó chạm ra góc thì thôi. Hay là khi các bạn di chuyển những icon như thế này thì khi mà nó được kết hợp vào những cái folder khác hoặc là được chuyển sang những cái trang khác thì những cái animation nó cũng được làm rất chỉn chu. Loa để sao nhỉ? Xiaomi 13 Pro. Con này thiên về giải trap hơn nhỉ? Con này thì có bass. Nhưng mà cảm giác bass nó không được chắc như là Xiaomi 13 Pro đúng không? Còn bây giờ thì là Find 6 Pro. Loa vẫn hơi lệch. Không có bass đấy nhỉ? Để mà nói về cái loa này thì mình vẫn thấy là nó sẽ chỉ nằm ở mức trung bình khá mà thôi. Nếu mà các bạn so với cả Galaxy S7 Ultra thì tương tự. 14 Pro Max sẽ tốt hơn một xíu, còn ngon nhất đây chắc vẫn phải là Xiaomi 13 Pro. Trải nghiệm zoom của chiếc máy này thì khá là gọn, cả zoom thông báo hay là cả zoom phản hồi. Tuy nhiên là mình vẫn thiên về cái bộ zoom ở trên con Xiaomi 13 Pro hơn. Thực ra thì những cái sản phẩm đến từ BBK thì nó vẫn tương tự nhau mà thôi. Nó làm zoom cũng hơi hợt một chút và cá nhân mình thì mình vẫn thích cái zoom ở trên Xiaomi nhất ở trong những cái dòng điện thoại Trung Quốc. Điểm số hiệu năng thì mình cũng đã có chấm qua một chút. Nó có thể lên đến là khoảng 1.280.000 điểm AnTuTu. Có nghĩa là nó rất là trung bình Snapdragon 8/2 ấy. Nhiệt độ sẽ mát hơn một chút so với Xiaomi 13 Pro và sẽ hơi nóng hơn một xíu so với Galaxy S7 Ultra. Đơn giản bởi vì con S7 Ultra này nó có một cái bộ tản nhiệt rất là tốt. Đó là tất cả những cái điểm đặc biệt của Find 6 Pro rồi. Thế bây giờ chúng ta nhìn một chút về camera đi. Trong điều kiện đủ sáng này, chân dung này, hay là thiếu sáng này, hay là chụp selfie này, thì các bạn thấy rằng nó vẫn có những nét riêng của Hasselblad. Nó sẽ khác biệt một chút so với những cái con Xiaomi hay kể cả Galaxy S7 Ultra thôi. Cuối cùng, một trọng điểm mà mình thấy khó hiểu nhất đến từ Oppo. Tại sao ở trên đây chúng ta không có khả năng quay phim 8K, còn camera selfie chúng ta cũng không có quay phim 4K? Và bởi vậy, Find 6 Pro nó giống như là một cái chiếc điện thoại gọi là hoàn hảo, hoàn thiện của Oppo mà thôi. Nó không có những điểm nhấn bởi vì ở thời điểm hiện tại nó quá là giống với những hãng điện thoại khác. Những cái điểm mạnh của nó bao gồm phần mềm, bao gồm màn hình thì vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Và riêng về camera và tất cả những thứ khác về cả cấu hình thì mình cảm thấy rằng Oppo đang hơi dậm chân tại chỗ và đi thụt lùi nhẹ. Và điều này khiến cho cái câu hỏi mình đặt ra từ đầu năm nay khi mà nói chuyện với Oppo ấy, tại sao họ không về con này chính hãng, nó ngày càng rõ ràng hơn. Về chính hãng, nhạt nhòa thế này thì bán cho ai hả các bạn?